Ôi, xin chào toàn thể tất cả anh em đến với kênh kẹo chì của shop kẹo chì Ngọc Trinh PCP. Anh em mua hàng đấy trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0829411281 giúp em. Thì trước khi giới thiệu về sản phẩm thì em nói rõ luôn hình thức giao dịch bên nhà em thì nhận hàng thì thanh toán đấy, cành và kẹo bên nhà em là không kiểm không xem hàng giúp em. Anh em cảm thấy tin tưởng em đặt mua hàng mà không tin tưởng có thể đi số khác tham khảo và trải nghiệm dần đấy. Hàng em quay sao em gửi hàng cho em như vậy chứ không phải quay một kiểu gửi một kiểu, đảm bảo đúng hàng đúng mẫu mã chuẩn size luôn cho anh em. Thì hôm nay giới thiệu trực tiếp cho anh em cái mẫu kẹo chì PCP đấy, giá rẻ, hàng chuẩn loại 1 bên nhà em. Thì hàng này thì mình nói thật ra là hàng này thì có hàng hiện tại đang anh em chơi nhiều nhất và ổn định nhất là hàng sờ lung. Thì 80% là anh em đang sử dụng hàng sờ lung 5.518 bản 27GR là nhiều nhất. Còn nếu mà 23 và 25 ít anh em sử dụng, nếu mà những người đã biết chơi cái hàng 27GR thì chơi cực kỳ mạnh. Đấy, độ trụ của nó sẽ cao hơn. Những cái dòng như này thì em nói thật với anh em là hàng nhà mình có hàng làm khuôn một lỗ, khuôn 10 lỗ, khuôn nhập. Đấy, làm tất cả bằng chì dây, 100% làm chì dây. Cái này thì ví dụ rơi nhá. Rơi thôi. Rơi một góc này. Rơi thôi đã méo rồi. Đấy, đây. Em cho anh em nhìn. Đây, rơi thôi đã méo rồi. Đấy, rơi thôi đã méo rồi nhá. Méo cả viên luôn, chỉ rơi nhẹ thôi. Đây ví dụ em là rơi. Rơi một cái góc nào đó. Đây. Đấy, rơi thôi nhá. Nó đã méo rồi. Thì thật ra là cái hàng này chỉ dây lên là nó rất chi là dễ méo. Đấy. Nên anh em không sợ hại khương. Mà cái hàng này thì từ cành Việt Nam kéo đến cành Nhật đều chơi rất chi là ok. Đấy, hàng này thì chơi cực kỳ chuẩn rồi. Đấy, dòng này cứ bao luôn cho anh em cự đi 120m là chuyện bình thường. Anh em chơi nhiều anh em biết tâm lý của anh em nếu lấy theo lời khuyên của em ấy, anh em chơi ấy, anh em cứ sử dụng hàng sờ lung 5.18 giúp em. Đấy, hàng chuẩn luôn, hàng chuẩn loại 1. Lên là từ cành Việt Nam kéo đến cành Nhập đều chơi ok, nhất là dòng 27 dễ căn chỉnh. Đấy, thì mọi chi tiết anh em mua hàng em liên hệ trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0829411281 giúp em. Cảm ơn anh em xem video, xin chào anh em, gặp lại.